rằng là cái có cần hai phải xem xét hai nguyên nhân. Một là xem cái chất lượng nước của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải đo các cái chỉ số như là oxy hòa tan này, rồi pH, rồi độ kiềm, đặc biệt là các khí độc như NO2, NH3 trên NH4, để chúng ta xem là cái khí độc nó tăng cao hay không. Bởi vì cái nguyên nhân nếu như mà nó chỉ là xuất huyết trên thân hoặc trên da hoặc là một số các cái cơ quan nội tạng thì cũng rất có thể là do cái khí độc nó tăng cao quá làm cho các cơ quan đó xuất huyết. Nhưng cũng có thể là nếu mà cá nó ở giai đoạn mà nhỏ hơn 500 gram trở xuống mà chúng ta lại chữa bằng các cái loại kháng sinh ví dụ như là chlorpheniconazole hoặc là doxycycline hoặc là ecvaparin chẳng hạn mà nó không khỏi ấy, thì mà chúng ta lột cái da của con cá ra chúng ta thấy toàn bộ cái cơ ở đấy xuất huyết ấy, thì tôi nghi về nó sẽ bị bệnh do virus. Thế nên mà bệnh do virus gây ra ấy, thì chúng ta hoàn toàn không có thuốc đặc hiệu để điều trị mà chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng thôi. Thế chính vì vậy mà khán giả phải mang cái mẫu cá đó đến chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản Yên Bái để người ta kiểm tra và người ta xác định xem có phải là tác nhân là cái bệnh do virus hay không. Nhưng mà đã là cá thả trong ao mà nó chỉ bị đã bị 40% thì cái việc mà chữa trị thì chúng ta chỉ cứu được khoảng độ 30-40% thôi, chúng ta cũng không cứu được hết cái đàn cá đó. Thế nhưng mà thì trường sao trong cái lúc mà chờ kết quả ấy, thì chúng ta có thể là sử lợi dụng bằng cách là dùng một số các cái loại hóa chất là BKC hoặc TCCA hoặc ecvaparin hoặc là iodine với cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì để chúng ta khử khuẩn môi trường nước, tiêu diệt các cái mầm bệnh có ở trong môi trường nước và các cái mầm bệnh là ký sinh trùng ngoại ký sinh ở trên da và trên thân của con cá. Sau 1 đến 2 ngày thì chúng ta bón Juca, bón Ereta, bón Juca và bón chế phẩm sinh học xử lý nước xuống. Sau đến nếu như mà khán giả chưa cho cá ăn kháng sinh là chlorpheniconazole hoặc là doxycycline hoặc là ecvaparin thì chúng ta nên cho ăn một đợt là 10 ngày với cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Kết hợp là cho ăn vitamin C và men tiêu hóa. Ở đây chúng ta phải cho ăn vitamin C liều cao để chống xuất huyết và chống stress cho cá. Một cái lưu ý là khi chúng ta sử dụng điều trị bệnh cho cá như vậy ấy, thì chúng ta hoàn toàn dừng không sử dụng thức ăn xanh. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Hàm. Thưa quý vị, thưa bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tổng đài Nông nghiệp ngày hôm nay tại đây. Tổng đài 1900 6145 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng để tiếp nhận những câu hỏi thắc mắc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm Quý Mão 2023, năm có biểu tượng linh vật là con mèo, một trong những loài động vật được con người thuần dưỡng từ rất lâu và là vật nuôi quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta. Còn nhớ, hơn 2 năm đại dịch vừa qua, hình ảnh những chú mèo ngộ nghĩnh dường như thuộc top đầu trong những loài động vật xuất hiện trên mạng xã hội. Lý do rất đơn giản, khi nhận thấy cuộc sống thật bất chắc và vô thường, dịch bệnh thật nghiệt ngã, tai ương, thì bỗng thấy trân quý vô cùng những điều hàng ngày tưởng như rất đỗi bình thường, là sức khỏe và bình yên, là nhỏ bé và quý báu như chuyện hàng ngày được cưng nựng, ôm ấp chú mèo cưng của mình vậy.